Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của My. Và như mình đã chia sẻ ở trong video 6 cách để nâng cao tần số năng lượng, thì một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp nâng cao tần số năng lượng chính là việc cải thiện không gian sống. Vậy thì cụ thể cải thiện không gian sống sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tần số năng lượng và nó hấp dẫn? Thì trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn về nội dung này. Ok, hãy cùng mình bắt đầu luôn nha. Không gian sống ảnh hưởng vô cùng lớn tới tần số năng lượng của bạn và cái kết quả của việc bạn thực hành luật hấp dẫn. Có thể bạn là một người khá là bận rộn và không có nhiều thời gian để dọn dẹp, hoặc là đơn giản là bạn ngại để dọn dẹp và bạn cảm thấy thoải mái với cái điều đó. Bạn thấy nhà cửa có hơi bừa một tí cũng không sao, chăn màn có chưa kịp gấp cũng không sao. Tuy nhiên, tiềm thức của chúng ta nó như là một cái cuộn băng, nó ghi lại một cách tự động tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta trải qua, và nó sẽ hình thành nên cuộc sống của bạn. Chúng ta dùng ý thức để điều chỉnh những cái suy nghĩ bề mặt, nhưng chúng ta không điều chỉnh được tiềm thức. Chúng ta không thể lựa chọn được là chúng ta sẽ nhớ cái điều gì và quên cái điều gì. Cho nên là đôi khi á, có những điều mà bạn đã quên đi rất là lâu rồi, nhưng mà nó lại bất chợt hiện về trong một cái giây phút nào đó, hoặc là trong giấc mơ của bạn, hoặc như cái hiện tượng déjà vu ấy, là chúng ta chưa gặp cái sự việc đấy lần nào nhưng mà chúng ta lại có cảm giác như là mình đã từng gặp rồi. Thì đó chính là do tiềm thức của bạn, nó đã từng trải qua những cái trải nghiệm đó và đã ghi lại những cái ký ức đó. Về không gian sống cũng vậy, có thể là bạn không để ý đến điều nhỏ nhặt hàng ngày như là việc nhà cửa bừa bộn, rác chưa đổ, bát đũa chưa rửa, chăn màn chưa gấp, vân vân. Tuy nhiên, những cái này nó sẽ được lưu lại vào trong tiềm thức và nó sẽ tạo nên những gì mà bạn thu hút về cuộc sống của mình. Một không gian sạch sẽ và thoáng đãng, sáng sủa sẽ tạo nên cái trải nghiệm về sự thịnh vượng, sự đủ đầy, sự thành công. Còn một không gian tối tăm, lạnh lẽo, bừa bộn, hôi thối chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra những cái trải nghiệm về sự nghèo khó, thất bại. Những cái điều đó nó sẽ được hình thành nên trong vô thức mà bạn không hề biết được. Không ai là muốn ngửi những cái mùi hôi thối hay là chạm vào những cái thứ rác bẩn cả, đúng không nào? Tất cả chúng ta đều muốn được chiêm ngưỡng những cái đẹp đẽ, được ngửi những cái mùi thơm, được sống trong một không gian sạch sẽ, sáng sủa, ngăn nắp. Ví dụ như là một ngày khi mà bạn hoàn thành công việc ở cơ quan và bạn đi về nhà, mở cửa ra, bật đèn lên, và trước mắt bạn là một cái căn nhà nó sạch sẽ, nó đã được dọn dẹp từ sáng. Ngoài ban công là những cái chậu cây nhỏ xinh chẳng hạn như vậy, thì bạn sẽ cảm thấy rất là thư giãn và có cái cảm hứng để mà bắt tay vào nấu cái bữa tối cho gia đình. Hay là buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy và chúng ta nhìn thấy một cái căn phòng nó sáng sủa, thoáng đãng, bát đũa thì đã rửa từ hôm qua rồi, quần áo thì đã cất gọn vào tủ rồi, có một cái lọ hoa rất là đẹp ở trên bàn, tỏa ra những cái mùi thơm ngan ngát chẳng hạn, thì bạn sẽ cảm thấy tràn trề cái năng lượng để bắt đầu một cái ngày mới. Còn ngược lại, nếu mà một buổi sáng bạn tỉnh dậy và bạn nhìn thấy một đống bát đĩa chưa kịp rửa, bàn bếp thì dầu mỡ bám đầy vì cái bữa tối hôm qua bạn chưa lau dọn, xong rồi đồ đạc quần áo thì vương vãi khắp nơi ở trên nền đất, và bạn đi bạn đá về cái này đá về cái kia, thì cái bỗng chốc buổi sáng đó của chúng ta nó sẽ trở nên rất là khó chịu và nó sẽ hỏng nguyên cả một ngày hôm đó của chúng ta. Trên thực tế, cái năng lượng buổi sáng nó rất là quan trọng, cho nên người ta nói rằng là buổi sáng của bạn như thế nào thì cả ngày hôm đó của bạn sẽ như vậy. Nên là nhiều khi cái tiền bạc, cái cơ hội nó đang đến rất gần với chúng ta rồi, nhưng mà vì chính cái năng lượng tiêu cực của cái buổi sáng hôm đó, có thể đến từ việc là nhà cửa bừa bộn, bạn không tìm thấy được đồ đạc của mình, đi đá phải cái nọ cái kia, nó tạo nên cái sự khó chịu đó của bạn chẳng hạn. Mà chính cái nguồn năng lượng tiêu cực đó, nó sẽ đẩy tiền bạc, đẩy những cái cơ hội đang đến rất gần với bạn ra xa. Ví dụ như là có một đối tác đang cân nhắc rằng là ngày hôm đó sẽ liên hệ với bạn để bàn về chuyện làm ăn chẳng hạn, nhưng mà rồi họ cảm nhận được cái nguồn năng lượng tiêu cực, cái sự khó chịu đang tỏa ra từ bạn trong cái buổi sáng hôm đó, và tự nhiên có một cái gì đang ngăn cản họ lại và họ chuyển hướng sang liên hệ với một cái đối tác khác.
Thì như vậy là vô tình bạn đã bị cái nguồn năng lượng tiêu cực đẩy cái tiền bạc, đẩy cái cơ hội ra xa khỏi bản thân mình. Cho nên một không gian sống sạch sẽ và gọn gàng là vô cùng quan trọng. Không nhất thiết đó phải là một căn biệt thự rộng lớn, không nhất thiết nó phải được trang hoàng bởi những cái đồ xa xỉ đắt tiền. Nó có thể chỉ là một căn phòng trọ rất là nhỏ, 15-20 m² thôi. Ví dụ bạn đang là sinh viên và bạn đang phải sống trọ chẳng hạn. Mình cũng đã từng là sinh viên và mình đã từng đi thuê nhà rất là nhiều lần, ở trong những căn nhà trọ rất là bé. Nhưng cái cách mà chúng ta sắp xếp đồ á, nó vẫn có thể tạo nên được một cái không gian sống thu hút những cái điều tích cực. Ví dụ như là một căn phòng rất nhỏ nhưng mà tường sơn màu trắng hoặc là màu kem chẳng hạn, có một cái tấm nệm trải ra ở đó, bên trên phủ một cái tấm ga hoặc là một cái tấm chăn sạch sẽ thơm tho, rồi đầu giường có một cái kệ nhỏ xíu hoặc là một cái bàn học nhỏ, trên đấy là một cái lọ hoa và một vài quyển sách và có một cái cửa sổ, nó sẽ gợi lên cho chúng ta một cái cảm giác của cái sự thịnh vượng, của cái sự sung túc, của sự đẹp đẽ, đúng không nào? Mình thì mình không rành về phong thủy hay là kiến trúc, nhưng mà mình đã từng có trải nghiệm thay đổi chỗ ở rất là nhiều lần từ trước tới nay, và mình đã tìm hiểu rất nhiều về không gian sống ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của chúng ta, tới sức khỏe, tới nguồn năng lượng và tới lực hấp dẫn. Cho nên mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái cách để chúng ta có thể cải thiện không gian sống của bản thân mình. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ dựa trên trải nghiệm và những quan điểm của cá nhân mình thôi. Cho nên là nếu mà bạn thấy nó phù hợp với bạn thì bạn có thể thử áp dụng. Còn nếu bạn thấy nó không phù hợp thì không cần phải áp dụng, cũng không sao cả. Cái điều đầu tiên mà mình thấy nó khá là quan trọng khi mà chúng ta đi tìm thuê nhà và đi tìm mua nhà, sau khi mà chúng ta cân nhắc đến những cái yếu tố như là môi trường sống xung quanh rồi này, hàng xóm văn minh, văn hóa rồi này, rồi khu vực nó dân trí cao, an ninh trật tự tốt rồi này, thì kế đó chúng ta cần phải quan tâm đến hai yếu tố. Thứ nhất là cái không gian sống ở bên trong cái ngôi nhà đó hoặc là cái khu trọ đó. Ví dụ như là trước kia mình, khi mà mình đi thuê trọ, mình đã từng bước vào rất là nhiều những cái nơi mà mình vừa bước chân vào một cái là mình đã muốn đi ra ngay rồi ạ. Đó là những cái nơi nó tối tăm là một này, cái hành lang để đi lại á, nó đầy những cái mẩu rác, vụn thuốc lá. Rồi khi mà mình nhìn vào cái phòng của người chủ nhà thì mình thấy là nó là một căn phòng và nó có chứa những cái nguồn năng lượng nó không tốt, bởi vì là nó tích tụ rất là nhiều rác thải, vỏ hộp, vỏ đồ ăn. Mình tìm được những căn nhà qua những cái bài đăng ở trên mạng, nhưng mà khi mình đến nơi quan sát thực tế được như vậy thì mình sẽ bước ra khỏi đó ngay, không cần phải hỏi thêm về giá cả hay cái gì hết. Một căn nhà ấy, nó không quan trọng là to hay bé, cũ hay mới, cái đấy thì nó sẽ tùy theo nhu cầu sử dụng của từng người thôi, nhưng mà trước tiên ấy, là nó phải sạch. Còn yếu tố thứ hai, đấy là cái hướng nhà. Nếu mà bạn mua nhà mặt đất thì nên quan tâm đến hướng cửa ra vào, còn mua nhà chung cư thì quan tâm đến hướng ban công. Mình không rành về phong thủy, mình không chọn hướng nhà theo cái gọi là tứ trạch hay là tuổi hay là mệnh gì cả, mà mình chỉ quan tâm đến cái hướng nhà làm sao để nó mang lại cái không gian mát mẻ và thoáng đãng nhất cho căn nhà mà mình sẽ ở. Cái điều đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tâm trạng của chúng ta. Ví dụ như là mình đã từng 2 năm ở trong một cái căn nhà hướng Tây, và đối diện nó là không có cái gì che chắn cả. Và bạn biết là cái mùa hè ở miền Bắc thì từ tháng 5 đến tháng 8 nó rất là khắc nghiệt, nắng từ sáng đến tận chiều tối và thậm chí là cả đêm vẫn là nóng, 35-40 độ là chuyện bình thường. Cho nên khi mà mình trải nghiệm trong cái căn nhà hướng Tây đó thì đúng là bật điều hòa cả ngày thì rất là nguội người, còn nếu không bật điều hòa thì đúng là không thể chịu được. Cho nên cái hướng nhà là một trong những yếu tố cần cân nhắc đầu tiên khi chọn một cái nơi ở mới. Còn khi mà chúng ta đã sống rồi thì chúng ta chỉ có hai cái quan trọng nhất, đó là giữ cho cái không gian sống của mình nó sạch sẽ và nó gọn gàng. Mình đã từng đọc một cái cuốn sách của một vị sư người Nhật là Dọn Nhà Dọn Cửa Gột Rửa Trái Tim. Không biết các bạn có biết cái cuốn sách đó không, nhưng mà mình thấy các vị sư có một cách dọn dẹp khá là hay. Tức là khi mà mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi, tức là buổi tối nó đến thì các vị sư sẽ không có lau chùi hay là quét dọn nữa, mà họ sẽ làm cái công việc là thu xếp lại tất cả các đồ đạc, chỗ nào về chỗ đấy, và bát đũa
của một ngày thì họ sẽ rửa và cất đi. Để đến hôm sau khi mà mặt trời còn chưa lên thì các vị sư sẽ thức dậy vào tầm 4 giờ sáng và họ sẽ bắt đầu cái công việc dọn dẹp. Họ sẽ bắt đầu lau nhà, quét nhà, lau chùi bàn ghế, tủ kệ, quét sân vườn. Tức là buổi tối thì chúng ta sẽ cất gọn hết các đồ đạc. Và đến buổi sáng khi thức dậy thì việc đầu tiên của một ngày mới là chúng ta dọn dẹp, lau chùi. Thì khi mà mình thử áp dụng cái phương pháp dọn dẹp này á, mình thấy nó hay ở chỗ là mỗi sáng khi mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là thoải mái, ung dung, như kiểu là mình có thêm thời gian ấy. Bởi vì đồ đạc mình đã cất gọn đâu vào đấy rồi, bát đũa hôm qua đã rửa sạch rồi, rác đã đổ rồi. Và lúc đó thì mình lau nhà, quét nhà và đi tắm. Thì khi mà tắm xong, bước ra khỏi phòng khách á, thì mình thấy là một cái không gian nó rất là sáng và mát mẻ, dễ chịu của một cái nhà vừa mới được lau dọn xong. Cho nên là mình đã áp dụng cái phương pháp dọn dẹp này cho đến tận bây giờ. Và một điều nữa thì một không gian sống sạch sẽ giúp cho chúng ta bớt tạo nghiệp. Bởi vì là đa phần chúng ta thì đều không thích côn trùng đúng không nào? Gián, chuột, bọ, mối, kiến, muỗi, ruồi vân vân. Đó, chúng ta sẽ không ưa những cái loài đó. Và một khi mà chúng tấn công đến ngôi nhà của bạn thì bạn sẽ tìm mọi cách để diệt. Trên thực tế thì từ những cái loài vật nhỏ nhất như là con kiến hay là con muỗi ấy, nó cũng là một cái nguồn năng lượng ở trong vũ trụ này. Và khi mà chúng ta làm hại nó thì chúng ta cũng đã tác động lên một cái nguồn năng lượng đó, và chúng ta sẽ nhận lại một cái nguồn năng lượng tương ứng như vậy. Thì đó là việc chúng ta tạo nghiệp và chúng ta sẽ phải cân bằng nghiệp. Thì cái cách để mà chúng ta tránh tạo nghiệp từ những cái điều nhỏ nhất là chúng ta hãy giữ cho nhà cửa của mình sạch sẽ. Bởi vì côn trùng, chuột bọ, ruồi muỗi nó chỉ thích những cái nơi tối tăm, hôi thối, ẩm mốc, rác thải thôi. Còn khi mà bạn giữ cho ngôi nhà bạn sạch sẽ thì tự khắc nó sẽ cảm thấy không thích ngôi nhà của bạn nữa và nó sẽ bỏ đi. Thì bạn sẽ bớt đi được cái việc là giết hại côn trùng sâu bọ. Tự trưng lại thì không gian sống ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng này, cảm xúc, sức khỏe vật chất. Nó sẽ quyết định xem là năng lượng của bạn trong cả một ngày như thế nào, ảnh hưởng đến cái việc bạn thực hành luật hấp dẫn nhanh hay là chậm. Cho nên yếu tố tiên quyết là hãy giữ cho ngôi nhà của bạn được sạch sẽ và gọn gàng. Hãy yêu mến cái không gian sống của bạn, bởi vì chính nó sẽ tạo nên cái cuộc đời của bạn và tạo nên những gì mà bạn thu hút về cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn đăng ký và nút chuông để có thể nhận được thông báo về những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.